Sao vậy, có sao không? Thôi thôi để em tắt máy lạnh nha. Anh bị viêm xoang mũi dị ứng, thời tiết mà thay đổi đột ngột cái là trời ơi, nó nghe nè, mẹ em là kỹ lắm á, cho nên lát hồi gặp mẹ là anh phải kìm kìm lại, chứ mẹ mà thấy hắt xì kiểu đó là mất điểm đó nha. Để anh cố anh gắng anh kìm, không sao đâu. Kìm lại đi. Dạ. Dạ. Má ơi, con giới thiệu, má đây là bạn trai của con. Ồ, bạn trai của con hả? Anh ngồi đi con, ngồi đi. Bữa nay trong người con không khỏe hả? Anh nếu con thấy trong người không khỏe thì cứ về nghỉ ngơi đi. Không có, ảnh bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng đó má, cho nên là hay hát xì. Thay đổi thời tiết chút xíu là hát xì. Ồ vậy đó hả? Dạ mời 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 má uống nước đi anh. Trời đất ơi, rồi sao mua nguyên một ly rồi? Rồi còn đổi ly khác. Cái này là tôi hơi bực kìa đó. Thôi anh mời má ăn trái cây đi. Thôi để anh để. Dạ trái cây anh Tuấn mua ngon lắm má, ảnh lựa trái cây giỏi lắm. Để anh lấy điểm với má. Dạ dạ con mời, cái này con mua trong hú hồn chút xíu nữa là sao con có che lại rồi. Cái này là tôi bực thiệt rồi đó. Con xin lỗi bác, mà tại vì con bệnh chứ không phải là con cố tình, con cũng kềm nén. Má biết rồi đó, mấy cái mà viêm xoang viêm mũi dị ứng nó khó trị dữ lắm. Viêm xoang viêm mũi này kia nó dễ trị muốn chết à. Hay là cậu tiết tiền cậu không đi? Không có. Trời ơi, anh Tuấn là anh đi khám rồi anh uống thuốc quá trời mà không có hết đó má. Đó là tại vì mình điều trị không có đúng cách. Bây giờ mình cứ tới bác sĩ đi, bác sĩ tư vấn hỏi coi cái bệnh viêm xoang mũi mà dị ứng theo thời tiết mình phải điều trị cách nào cho nó đúng. Dạ